Cô chào Bảo Phương nhé. Cô chào mình cùng nghe lại cái video ngày hôm nay của con nha. Con chú ý này, khi mình đọc âm o nhé, âm o ngắn này, o o, con làm nhẹ nhàng thôi, mình thả lỏng ra, âm thư giãn mà, o o. Đến phần âm o dài này, con há miệng này, a. Từ này mình không đọc là box mà sẽ là âm o mà. Box. 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 Con chú ý nhá. Nó là box. Cái gì? Cái gì con nói gì rõ cho mày nghe xem. Cái gì? Chứng chứng như vậy gì con. Chúng ta tiếp tục nhé. Từ này con đọc rõ ra. Bottle, bottle, bottle. Block, block. Mình không đọc là block nhé con nhé. Nào, chocolate, chocolate, chocolate. Từ này clock, clock, clock. Từ này mình làm rõ ra đây là nó là mo mà con không đọc âm a, con đã đọc thành duck, dog, dog. Nào cái từ online này con chú ý cho cô này, online, online, lưỡi con đừng đưa ra nhé, không phải online, online mà là online, online, cái ending sound của nó là âm đó, online. Nào từ stop, stop, đọc rõ ra nhé. Không đọc one, cái con thiên nga ấy, swan, swan, swan. Nào, từ này không đọc là oan đâu nhá. Wrong, wrong, wrong. Từ này không đọc, con đang đọc nguyên âm mơ đấy. Mình không đọc nguyên âm mơ nhá. Nó là nguyên âm mơ mà con. Nào. Con đã đọc thành nguyên âm mơ đấy. Từ này con chú ý cho cô. Con chú ý phần ending sound nhé. August.
August. Âm kết thúc bằng âm t, thì con phải bật âm t lên nhá. August. August. Từ này mình kéo dài ra hơn một chút này, mình đọc đúng rồi nhưng mình kéo dài hơn một chút, phải âm o dài mà. Bor. 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 Từ này không đọc là color mà sẽ đọc là gì? Core. 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 Nào, từ tiếp theo, cái từ crawl. Crawl. Âm cr mà con. Crawl. 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 Door. 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 Four. Four. Okay. Nào, từ tiếp theo cái sàn nhà ấy. Floor. 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 Nào, từ này mình không đọc là horse. Đọc rõ ra như âm o mà. Horse. Horse. Làm rõ ending sound ra con nhé. Talk, talk. Ignore, ignore, ignore. Từ này mình không đọc là work. Nó rất là giống với từ, với động từ work, làm việc. Mình sẽ đọc là walk, âm o mà, walk, walk. Đó là một vài cái góp ý và nhận xét của cô trong bài ngày hôm nay của con. Bảo Phương sẽ nghe và xem lại video thật kỹ nhá, để mình chỉnh lại cho tốt hơn nha. Cô chào Bảo Phương nhá.